Sao giống Thương thế? Quê ở Bắc Giang hả? Quê Bắc Giang hả? Gái Bắc Giang hả? Sao giống mẹ nhỉ? Sao giống mẹ Hương nhỉ? Sao đứa nào giống mẹ nhỉ? Không giống bố mà giống mẹ nhỉ? Nhỉ? Sao không giống bố mà giống mẹ nhỉ? Sao giống Hương nhỉ? Sao giống Hương, con gái giống mẹ là đúng nhỉ? Cặp chân mày giống mẹ thế. Ôi dồi, cái mũi cũng giống, cái mắt cũng giống, cái miệng, cái gì giống mẹ Hương. Ôi dồi, sao mà giống thế? Ôi dồi, con gái nhà ai mà giống thế? Đúng là gái Bắc Giang rồi. Ôi dồi, xinh quá cơ. Giống Hương thế? Sao giống mẹ thế? Sao con ăn gì mà giống mẹ thế hả? Ăn gì mà giống tôi thế? Hả? Ăn gì giống mẹ Hương dữ vậy? Hả? Hả?